À. Còn là chung chung nó không ơi. Hai một tay bên hai người. Còn một người kéo nổi. Nặng quá. Nó có to chắc được thịt coi nó dài đi. Hả? Sao Ly? Dính đi. Dính kìa. Dính mẹ. Dính nhiều lắm. Ở đây. Kéo vô đi. Coi thử. Chuột. Nhiều lắm đúng không? Thả đá rồi. Nè, cá này. Nhiều kinh khủng luôn. Thấy chưa? Dày đặc luôn mà. Chuột. Cái mạnh vô. Ồ, nhiều. Vô hết giờ luôn rồi chứ. Một chấu một. Vô. Vô sẵn luôn. Đó, ơi không bị chết mà con nhiều quá. Ú sao văng tùm lum rất là nhiều luôn. Đó nè xe lan rất là nhiều luôn con. Biêu đây mà cho vít đi nữa cho ông chơi. Không bỏ vô luôn. Không cứ bỏ đi, con tập trung bỏ đi. Con đi mẹ khác được không? Rồi, quay rồi đó. Quá là nhiều cá luôn. Quay ngắn không? Quay loạn ngắn không? Chú làm cá đi với tự nhiên để... Cái lồn nhau. Anh định tiên người làm cá lắm rồi. Đi quay đi. Dễ mà. Dễ mà. Dễ mà. Này này nhiều nữa chứ đâu. Dễ một cái dao bự thiệt bự rồi trong đó nữa. Anh cắm móng tay anh... À nó không có móng tay. Móng tay sóc bùn chứ. Sóc bùn phải... Có móng tay à. Móng tay là... Làm gỏi này. Đây làm gỏi. Mình đi mấy bừng rồi mà bừng này thấy nó thành thơi mà nó chỉnh chu hơn này đúng không? Để coi. Nó thật đẹp thế chứ. Đấy, mình có gì mình ăn nấy như này ok. Cá tổng một đại đã kẹp rau có vô rồi. Đúng là ngon lắm. Đó. Em được chấm không? Được Lê thì nó im không mà xong nó im. Nó mà. Hỏi này hỏi nó. Ủa kiểu đây là chiên này, chiên xù này. Đây. Vô đây là ăn nó hấp dẫn à. Vô không? Vô. Vô. Chị nãy tôi đem cái chai kia còn ít nữa anh đang. Bây giờ mình dùng màn nội sách đó cái cho nên anh làm tay là vậy á. Để xích cái tủ kéo lại.
được.